Kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mấy anh chị của dân đi đặt lợp ớt. Bữa nay mình đặt là 36 cái. Ở đây 18 cái, còn chị Út với anh Tám đặt 18 cái. Đặt 18 cái. Đặt 18 cái. Đây mình đặt mồi bằng cá ủ. Chào cả nhà. Sáng nay mấy anh chị em của dân đi thăm lợp ớt. Ớt ở đây. Cái này hút dồi trắng không? Lên bờ. Lên bờ. Ngay buồn bát ở luôn đó con. Trời thấy em ngu vậy. Em nhảy không có khó bảo chân mọi gì mà không có đâu hả? Trời con muốn nó non rồi nè. Ừ. Đây. Đóng cặp không là không có. Cái vậy? Có bọt. Tại cắm cái cây này quá trời bởi vì nó sợ nè. Không có luôn. Có luôn con. Cái đó nó lội lên luôn. Mùa này là mùa lên ruộng ăn rau muống rồi đó. Rau muống mà tốt chứ hả chị? Ừ. Hai cái không có rồi đó. Bên đây là bên của chị Út với anh Tám đặt nè. Đúng rồi. Bạn của mình đó. Lên. Chờ quá. Rồi lên. Nhắm gió lên. Em chỉ lên. Ơ dạ dạ dạ.
ngoài có khúc này không có đâu, vô trong đó đó. Đây. Gì dữ vậy? Nó chắc còn cổ. Để tu khai cái này coi. Dạ. Có không? Thấy cái gì đâu, không thấy giống nhất. Có cái gì luôn. À, mình đến được con ếch. Ôi trời, chị Út hên vậy. Trời ơi, một con ếch đầu tiên luôn. Tôi dầm cái dừa là mọc dây là nó nha. Cái dừa mọc dây. Không có cái dừa mọc dây được không? Không. Chị Út này hên quá. Bởi vì bên đây chốt với anh Tám đặt, chốt với anh Tám dở mới có nè. Kìa cái dừa mọc dây kìa. Cực khổ gì đó hả? Ừ. Chỉ là có cây này mới nhất thôi. Nó à, có nè. Có ớt cho nhà ơi. Hai con hai luôn. Con nhà ơi. À, Tám có không? Không. Ê, không có con nào. Ơi. Ông hả Tám? Ông hả? Trên đây hết rồi phải không? Đúng rồi. Nó hơi xa, không thấy đường. Mình thấy nhớ cái trái này mà mình quên. Rồi lên luôn đi. Để em dở, em dở được hai con, chị dở được còn con đó nha. Chút quả. Cái dây này người ta uống, người ta làm thuốc nè, uống nó đắng đắng, nhìn nó giống khổ qua. Con nữa. Thấy chưa? Chút hơn nữa. Cái nhà mà đã con ếch nè, cả nhà ơi. Mày cứ quạ mà cái dây, cái bông nó màu trắng mà cái trái nó màu đỏ, trái chín đó. Ăn thử ba ngọt ngay rồi ba. Cứ quạ. Thôi biết. Ăn thử đi. Ăn cho biết. Ngọt không? Ngọt. Tôi chết thì nó ngay trên cái ngọn đó kìa. Trái đỏ trên kìa. Ý, cái trời trong đây giống trái nhân lòng quá vậy. Ăn được không? Nó đắng chứ. Trời ơi. Ừ. Nó có dữ quá ơi. Ăn được mà. Nó đắng dữ lắm, đắng hơn người ta. Nó đắng như mật vậy á. Ờ, nó đắng. Mà uống nên thuốc mà, em nghe. Chị nghe. Ê, người ta tính kêu chị ba ăn mà. Người trái nhân lòng kìa. Đây, mình dở cái này nữa nè nghe. Của chị đặt chị dở đi, ngồi tới em dở. Yeah, không có. Cái bạn nó cháy ra ra chín. Cháy đỏ đỏ trên cây hả? Ừ, mà không biết cháy gì, không biết cháy dây gì. Cái đó là dây nó bò lên chứ không phải cháy châm bầu đâu. Không phải. Cây châm bầu mà cái dây gì nó bò lên. Ừ. Thôi hái nắm cái quả về về nấu nước uống cho mát. Không có đâu, dây cái quả lá cái quả này cô biết làm gì nấu canh ngon không? Đem về mình nấu canh mình gian thính ra rồi mình xay cho nhuyễn thính rồi bắt đầu mình nêm nếm rồi mình bỏ lá cái quả vô là mình nhắc xuống mình ăn á. Ủa sao chị nấu cho em ăn thử? Mà gian thính nha, thính cho nó thơm nha. Mà nó cũng hơi nhẫn nhẫn nha. Nó đắng như nó nhẫn gì nữa, nó đắng nhét. Mà ăn cũng yên lắm á. Dạ. Ý, cá gì ở đây ụt quá trời. Ý, chỗ này mình câu cá gô có nè. Ụt quá luôn. Tháng nước rồi tới mùa câu cá nữa rồi đó. Ê, tới chưa dạ? Ê, bữa chua chưa ra. Hết rồi hả? Trong đây hết hả chị? Ừ. Ừ, có buồn chuối nè, con cò chim nhóc chân. Con cò nó mổ con lươn. Chả lúa tại kho. Qua có nè, em thấy động nước nè. Nha. À, thôi ta đặt một dây nha. À, thôi chưa. Wow, oh. Lên cả nhà ơi. Cả. Hai con hai con. Rồi, hai con luôn. Hai con bự luôn. Ồ, thấy chưa. Một con bự. Hai con bự. Em thấy nó đọng nước rồi mà. Trời ơi, phải có nhiều chuối về chúng ha. Ừ. Chắc cho bơi ra vậy luôn đi Tám ơi. Không, không quay đầu được.
Trời, gắn mối của con tha đó. Bay đi, đổ thấy không? Dạ, này, có cầm dầm đi. Bữa nào cắt cái môn về làm dưa ăn. Wow, mình được con thích đó cả nhà ơi. Nhảy lộn xộn. Đi làm đây. Hết rồi đó. Ếch để đây, không có ếch để trong này. Chạy máy luôn hả? Cơm chưa? Cơm chưa? Chưa. À, hôm đặt có không? Dạ, 40 mấy cua. Dạ ơi. Bao nhiêu cái lọp cua? Dạ. Bao nhiêu lọp cua đặt nhiều vậy? Wow. Dữ nha. Đây nè, đây nè, bà ơi. Mới thấy đây mà. Đóng thật. Có dây đâu? Nè. Dây kìa. Kìa, dây kìa chị. Đặt cua con chạy quá. Cá có ghẻ hả? Không phải. Chập dữ. Ơ chập dữ. Nè, có ếch nó cả nhà ơi. Không, cái này mấy con lần kia rồi. Vô dầm đây. Trời ơi, ba con. Ba con luôn cả nhà ơi. Vô cái ba bốn con gì đi cho thấy ham ha. Ô, cá ục. Để bắt ong nè. Ừ, bắt ong. Dây may nè chị. Dạ, có rồi. Không có, la quá, khúc này cái chạy rồi. Cái la rồi. Cô anh Tám còn lên ruộng 3 cái nữa. Rồi tới cô em nha. Bơi mạnh vô tiếp ơi, bơi mạnh vô. Tới em mình vô. Thôi coi tôi chính nha cả nhà ơi. Ta dập hết cái chính rồi. Con nãy vậy ta. Cái gì? Đâu hại vậy? Con sâu hả? Ừ. Em có sợ con sâu đâu. Ừ. Hôm qua em nhận cái này nó bột móc méo luôn. Ừ. Ít nữa, ít hồn. Wow, bự quá luôn, bự quá. Trời ơi. Ê, không phải một con mà là hai con, trên đây con nè. Wow, quá trời bự. Ê, nó xuất rồi chị ơi nó xuất ra kìa. Thấy chưa, một cái đầu tiên đó. Thấy cái em chưa chị Út? Thấy cái mặt này nó quát ra coi. Bé lại. Wow, có coi chín ếch bự quá cả nhà ơi. Cho hai con một. Đó, thấy chưa. Hôm qua em đạp nhận quá trời luôn, tại cho đó hả? Cho đó xảy nhiều. Nhưng thôi, mấy cô mình thử cái này bự hương. Quá dữ, quá dữ. Dịch đẻ bị gào lại hả? Sao chỗ này nó sống xuống được? Bơi sắn mạnh như đó luôn đó. Mạnh vô đi, để em dướng chị ơi. Sầu lắm. Rồi, tới luôn. Bỏ dầm đi. Rồi, cái này không có. Rồi, cái này nó không có rồi. Lui ra. Ngu luôn. Tại cái nãy mình la quá, cái này nó chạy. La là quá. Bên này nó nghe hời, nó đi mất khác rồi.
Dịch trên này nó tắm rồi. Sướng gì? Tắm nặng cái lên bà xong cái nằm. Tắm nghĩa lông rồi đó. Sướng à? Nó sạch thiệt chứ ha, nó tắm kìa. Ủa sao mình không như nó đi, mình tắm mình ghĩa lông rồi sạch bon ngay. Chị ghĩa đi. Lên bờ sáng nằm. Nhưng mà đói xuống ruộng ăn tép. Ăn ốc hươu vàng. Ăn ốc hươu vàng. Lúa chín đỏ đồng luôn. Có mệt chịu rồi đấy, chép nhiều. Chép dịch mua hết rồi. Lúc hổm cắt ông trời bão quá trời, tao không dám xả. Cái này cũng tùng quá à. Chưa chị. Sao rồi? Ủa mồi đó chân mà không có ếch gì. Ủa? Vậy là ăn nó đi ra rồi. Nè, còn có mấy miếng mồi mà không có ếch. Nói gì thôi. Nói gì chứ đã buồn. Qua xong luôn. Nó chai ra nè. Chợ vô cái đầu tiên nó làm xôm quá vậy. Trời ơi. Không có luôn. Để tờ vô cá dính nữa. Cái xài của mình được mấy bông rồi đó. Cái xài của mình à. À đó tôi trồng gỏi đây mà. Kéo vườn em một chút coi. Rồi, rồi. Sao rồi? Có con gì đâu. Trời ơi, còn thất thu của chị Út nữa. Ừ. Ê, mình ngay bộ chuối có bự nha. Có, con ngay bộ chuối hai con bự lắm. Con bự đã nha. Chơi à. Ê. Cừ à, từ quê à. Chân lên xì cá không ạ. Ếch cũng không chạy. Vô, đang phải vô. Vô nè. Bỏ cái lái xuống. Cái lái xuống. Khoan, qua ra một chút, ra một chút. Ra vô. Cái đít kìa, cái đít lên trên chút đi. Wow, cái này có à. Trời ơi. Cú hồn. Mừng quá cả nhà ơi, dính này. Bơi gà cái. Dạ, cười hả dạ. Rốt ruột cũng dính. Ừ. Bà lớn cũng được, có dính được kìa ngoài. Quá là đẹp rồi. Cười chết rồi chứ. Chùm bao cô chín nhất. Ờ cái đó chín rồi, qua em thấy à. Rồi. Con ốc. Con ốc. Thank you.
bên rồi một con luôn, con cái cuối cùng nha. Dặn cái cuối cùng à. Bao nhiêu cái dính nè chị? Chắc tụi tao không thấy đường luôn. À, hút 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 hút. Cái chớn mạnh lắm. Ôi trời, bực mặt còn gãy luôn. Rồi, xong luôn. Rồi mình thăm ếch xong rồi cô chú ơi. Hồi mình đổ kết quả ra. Đây. Mình ghé đây mình đổ ếch ra. Rồi, bự nghe chị. Đúng rồi. Đổ ếch vô nha. Trời ơi, không chịu chưa chịu xuống nữa đó. Xuống dưới đi, tuốt dưới cái đi. Wow, hồ. Hai con bự. Đá luôn á. Đó. Cái này còn bự nữa kìa. Bự mà mấy năm nó mới bự hay gì? Ừ. Kệ đi, để hồi rửa lên nữa. Ừ. Rửa mồi. Để nhìn kỹ vậy. Cái đó mấy con? Còn cái gì à? Mấy con á. Đâu vậy, qua mắt hết rồi. Chứ nó hết nhiều quá qua mắt rồi. Nhìn hết da rồi. Da. Này mồi. Trời ơi, mới đổ mấy cái cũng hết rồi đó. Hết rồi. Cái nhà ơi. Rồi, xuống. Chị cho nó xuống rồi, chị nghiêng qua một bên sao ta xuống. Nhưng mà khỏe à, thở ẹ ạch chứ gì. Tìm nha. Ê, con ếch bự nha. Ếch bự. Ếch ếch gặp chuối gì nè. Ếch gặp chuối đó. Ừ. Ồ. Nhiều lắm, đứng chơi người ta. Tại mình ếch bự. Đúng rồi đó, đứng gì đi. Xuống. Đây coi kỹ kỹ để nó dính. Đó. Để nó cục tiêu luôn rồi. Này nó dính như người giọt nước là đi tới đâu cũng biết chứ. Đúng rồi. Ủa? Cái nào có ếch mà? Ai biết, chỉ mà. Trời, con chúc cho giữ vô nha. Có đó. Xuống, rồi. Rồi. Ồ, nhiều ếch lắm đó cả nhà ơi. Kết quả có mấy chị em nhận được bao nhiêu ếch này? Mình được mấy con ếch bự quá. Ừ. Được ba con ếch bự luôn mấy con. Buông xuống. Ừ. Thấy chưa? Mấy con kia người ta bự quá, ta nằm ngửa luôn kìa. Má trình ếch bự bự. Con miếng bự quá trời ha. Ừ. Bây giờ mình rửa lạp ba ếch luôn đi. Rồi mấy chị em dân 7 ếch về à, được bao nhiêu đó? Hơn ký hả chị ha? Hơn à, bữa nay mình xào lá cách thôi. Mấy chị em cũng mới đi hái lá cách về. Rồi mình đi lấy đường. Rồi chú đi lấy chảo. Bự một chút đi, có phân đi. Chị thấy mình bệnh nó ngon không? Cắt thơm á. Lấy củ hành với nghe chị. Cái chảo cái sạn với hai củ hành. Đây là nghề guộc của chú Út, nhúm lửa.
Phải không chú? Đúng rồi đó. Sao ngộ chị ba? Dạ. Mình là chuyên môn là mình nhóm lửa không nhỉ? Ủa, cái nhóm lửa này có môn tì rồi từ luôn hả? Ờ, đây là chuyên môn Út nhóm lửa. Ủa, mai mốt đừng đặt tên chú là chú nhóm lửa nha. Mai mốt đặt tên, Út Hồng Sơn đó nha chú. Tên Út đặt lửa hả? Ờ, Út nhóm lửa đi. Từ chút xíu, mình bắt chảo lên mình xào. Nóng rồi, đổ dầu vô. Bỏ tổng thế vô, trời ơi. Nên gia vị đường nước mắm làm dặn đây nha, chút xíu muối. Sao lửa cái chị im à? Thơm quá chỗ cơ, dọn chén chỗ cơ. Rồi ớt mình xào cái gì đó chín thì mình cho nó cắt vô. Chị ba xào lá cách hồi đừng khóc nha. Hồi nó nhót hả? Hồi bị nhót rồi đó. Lá cách là nó xào vô rồi nó bị sốt vậy nè. Mình cho mò củ hành với cho củ hành gì vô được rồi đó chị, với tí xíu tiêu nha. Củ hành. Tại vì lá cách này nó xèo xuống là mình ăn được rồi, để nó chín quá nó hôi cái mùi nó không ngon. Ăn hơi mà phẩm nó vào ăn tới nào vào lạnh lắm em ơi. Bữa đâu có mưa đâu chị, lạnh chút. Ok. Thì bữa nay ca luôn rồi. Bữa nay chị Út Hột Sòn với em không biết sao yêu đời quá chị. Ê, bữa nay mình vui nha cả nhà. Giờ mình cho tiêu nhắc xuống luôn á cả nhà. Dọn cơm chút ơi. Dọn rồi, xong hết rồi. Xong hết rồi, chút ơi. Ê, mình có cái bạo mực nha. Có gì làm mình khỏi ăn không? Rồi cơm mấy chị em dân nấu chín rồi, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Bây giờ mình ăn này trước nè. Ớt nhìn thấy hấp dẫn. Ăn đi nghe ta. Gì cười vậy chị? Ăn này mời trước mà. Có mốt. Vô cái nó gọi cho mình. Mà tao nói chị ăn trước đằng hết sao? Vậy hả? Ừ. Trời ơi là hồi chị té hò là. Ờ, bây giờ nó nói là ăn gạo trước nè. Ớt để nó đi. Tôi gãi ớt đây đó. Vậy tôi ăn lá chứ. Mời cả nhà ăn ớt. Ăn lá cách ngon. Ừ. Ngon quá hồng, thịt con ớt nó dẻ. Chị biết em đặt lợp ớt bên em được mấy con không? Mấy con? Ba con. Chị thua mình nó 8 ơi. Vậy là mình ăn nhiều nhiều chút. Bởi vì em ăn có cái đùi em đâu dám ăn nhiều đâu. Chị là của em tổng cộng mới có 6 cái đùi, em với ba có 6 cái đùi thôi đó. Ừ. Bữa nay mình ăn món này ngon thiệt. Cắt nãy kéo con gắn ở trên cái cách lục ạ. Không biết dán gì. Không, cái này mình buồn. Nấu cháo ớt ăn ngon lắm nè, nó cháo đậu xanh á. Bầm ra thôi. Còn gì bằng nó đâu cô. Trời ơi, nấu cháo ăn dữ lắm đúng không? Không nhận cái đùi ớt nó ngon ha. Ừ. Ớt đồng á nó dễ khắc à. Còn con ớt nuôi nó bụng bự lắm. Em chưa ăn nó bao giờ. Chị Phú không ăn. Video của Dân đến đây đã kết thúc. Dân cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem những hộ kênh Dân Nguyện Cuộc Sống Miền Tây. Dân xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.